200 ngàn tặng bà con nha. Em có hai cái bao toàn là trái chuối không nè, em tặng anh. Hả? Cái gì? Hai bao luôn. Rồi anh lấy về đi ve chai. Rồi nhân dịp năm mới em có một cái chút ít tấm lòng bao lì xì ha. Tặng anh, chúc anh nhiều sức khỏe ha. Dạ, cái hoàn cảnh này nè mọi người, em chia sẻ lại là anh Bình ở em một Dầm Láng, anh cũng đi lượm ve chai, cũng ai cho gì là anh nhận nấy. Thì hoàn cảnh anh cũng rất là đáng thương, em cũng chia sẻ đôi ba lần. Thì hôm nay em có duyên có dịp em gặp anh, em tặng ít chai nước ve chai, rồi tặng em có ít bao lì xì tặng anh ha. Chúc anh nhiều sức khỏe ha, gặp nhiều may mắn.